Argentina toàn thắng hai trận giao hữu vào tháng 3, dù vắng đội trưởng Messi vì chấn thương. Họ thắng El Salvador 3-0 và Costa Rica 3-1 với điểm chung là Di Maria ghi dấu giày vào bàn đầu tiên. Trong trận gặp đội đứng hạng 54 thế giới là Costa Rica, Di Maria tỏa sáng với cú sút phạt hàng rào gỡ hòa 1-1 cho Argentina. Di Maria đã ghi 30 bàn cho đội tuyển Argentina sau 138 trận. Đáng kể là pha nâng tỷ số lên 2-0 trong trận chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên, Di Maria tuyên bố sẽ từ giã đội tuyển sau Copa America 2024. Mỗi khi Messi vắng mặt, Di Maria được làm thủ quân và anh thể hiện xứng đáng với tấm bằng đội trưởng. Tiền vệ đang khoác áo Benfica là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu vào tối ngày 26 tháng 3 tại Los Angeles khi nhận về 9,6 điểm từ SofaScore. Không chỉ ghi bàn gỡ hòa, Di Maria còn 5 lần rê bóng qua người, tạo hai cơ hội ngon ăn cho đồng đội dứt điểm nhưng không thành bàn. Ngoài Di Maria, không có cầu thủ nào khác trong trận đấu nhận được điểm 8 trở lên. Đây có thể là trận giao hữu cuối cùng của Argentina trước khi gặp Canada ở lượt đầu vòng bảng Copa America vào ngày 21 tháng 6. Bảng đấu này còn có Chile và Peru. Sự nghiệp của Kobe Manu đang thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực. Ban đầu Manu không được triệu tập lên tuyển trong tháng 3, xong Gareth Southgate thay đổi suy nghĩ. Tiền vệ của Man United lập tức có màn ra mắt tam sư trong thất bại trước Brazil. Manu nhận được nhiều lời khen. Đến trận đấu giao hữu với Bỉ, Manu đã chính và tiếp tục ghi dấu ấn. 65 pha chạm bóng, hai đường chuyền quan trọng, tỷ lệ chuyền chính xác 89%, một cú sút trúng đích, một cơ hội bị bỏ lỡ, 5 lần tranh chấp tay đôi, hai pha tắt bóng và một lần đánh chặn là những thông số ấn tượng trong 75 phút góp mặt của Manu. Trước một rừng sao đến từ cả hai đội, Manu vẫn cho thấy sự điềm đạm, mạnh dạn xử lý bóng. Phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của tiền vệ Man United là danh hiệu cầu thủ hạng nhất trận đấu. Phát biểu sau trận đấu, Gareth Southgate thừa nhận: "Cậu ấy mang đến cho chúng tôi một hình ảnh khác biệt ở hàng tiền vệ, điều mà đội tuyển không có. Manu thích nghi và điều chỉnh nhịp độ trận đấu một cách thật tuyệt vời. Thật khó để tin rằng cậu nhóc này chỉ mới 18 tuổi." Andrew Robertson đeo băng đội trưởng của Scotland ở trận gặp Bắc Ireland. Tuy nhiên, anh không thể thi đấu hết hiệp 1 vì chấn thương. Sau khi người đồng đội ở Liverpool là Conor Bradley ghi bàn mở tỷ số ở phút 32, Robertson đã gặp phải chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Robertson gặp phải vấn đề khi va chạm với hậu vệ Traoré của Bắc Ireland. Sau tình huống đó, Robertson ôm mắt cá chân. Với việc trận đấu của Liverpool sẽ diễn ra sau đây vài ngày, Robertson nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục. Liverpool sẽ tiếp đón Brighton trên sân nhà vào ngày Chủ nhật. Trong bối cảnh Arsenal và Man City bước vào trận đại chiến tại Etihad, Liverpool cần 3 điểm để hy vọng giành lại được ngôi đầu bảng xếp hạng. Chấn thương của hậu vệ người Scotland sẽ làm tăng gánh nặng cho hàng phòng ngự của Liverpool. Mùa này, sức mạnh của The Kop liên tục bị suy giảm vì chấn thương của các trụ cột, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Konate và Alexander Arnold đã vắng mặt ở trận đấu cuối cùng trước loạt trận quốc tế, trong khi đó Joe Matip sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Ở trận Anh hòa Bỉ 2-2 trên sân vận động Wembley, John Stones đã chính. Cầu thủ của Man City không may gặp chấn thương nên phải rời sân ngay phút thứ 10. Theo chẩn đoán ban đầu, John Stones bị đau cơ khép. Hiện tại chưa rõ tình trạng của cầu thủ người Anh. John Stones sẽ được đưa đi kiểm tra trong hôm nay để xác định rõ mức độ nghiêm trọng. Có thể thấy Man City là đội chịu tổn thất lực lượng nặng nhất trong loạt trận quốc tế này. Trước đó, Kyle Walker và Manuel Akanji cũng gặp chấn thương. Walker gặp chấn thương trong trận đấu với Brazil, trong khi Akanji gặp vấn đề trước trận đấu Thụy Sĩ và Cộng hòa Ireland. Riêng Walker, hậu vệ này đã được đưa đi kiểm tra. Kết quả cho thấy tình trạng của Walker không nghiêm trọng và Man City hy vọng hậu vệ này có thể góp mặt trước Arsenal. Về phần Stones và Akanji, cả hai sẽ được kiểm tra trong ngày hôm nay. Người hâm mộ Man City đang hồi hộp chờ đợi kết quả chụp chiếu của hai trụ cột. Sau loạt trận quốc tế, Man City sẽ gặp Arsenal tại vòng 30, diễn ra vào ngày 31 tháng 3. Tiếp đó, họ sẽ gặp đội xếp thứ tư là Aston Villa vào ngày 4 tháng 4 tại Etihad, trước khi hành quân đến sân của Crystal Palace ngày 6 tháng 4 và Real Madrid ngày 10 tháng 4. Theo tìm hiểu của tri thức Z-News, Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ làm việc với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong tuần này về việc đề cử ông lên dẫn dắt U23 Việt Nam thay cho Philip Trezeguet. Xa hơn, ông Tuấn có thể làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền tại đội tuyển quốc gia. Trong ngày 27 tháng 3 và 28 tháng 3, VFF tập trung xử lý các thủ tục giấy tờ với ông Trezeguet sau khi chấm dứt hợp đồng sớm với chiến lược gia này. VFF đánh giá ông Trezeguet là một huấn luyện viên giỏi, nhưng có lẽ không phù hợp với bóng đá Việt Nam. VFF không thể kiên nhẫn thêm với Trezeguet khi Việt Nam gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi vòng loại thứ hai World Cup 2026. Chia tay Trezeguet, VFF cũng dừng công việc với nhóm trợ lý ngoại. Họ
họ sẽ chốt người dẫn dắt U23 Việt Nam muộn nhất vào đầu tháng 4, vì khi đó đội phải lên đường đi tập huấn thi đấu giao hữu tổng duyệt trước vòng chung kết U23 châu Á 2024. Còn với đội tuyển quốc gia có thể tới gần FIFA Days vào tháng 6, VFF mới công bố huấn luyện viên trưởng hoặc huấn luyện viên tạm quyền. Hoàng Anh Tuấn là ứng viên phù hợp để đảm nhận vị trí dẫn dắt U23 Việt Nam. Tuy không có nhiều thành tích như ý, song chuyên môn của ông Tuấn là điều không phải bàn. Ông cũng rất được lòng các cầu thủ trẻ cũng như VFF. Theo kế hoạch một ngày sau trận đấu với Indonesia, VFF và huấn luyện viên Trezeguet mới ngồi lại đánh giá về các vấn đề chuyên môn. Nhưng ngay sau trận đấu trên sân Mỹ Đình kết thúc, VFF đã triệu tập một cuộc họp khẩn tại trụ sở trên đường Lê Quang Đạo, nằm đối diện sân Mỹ Đình. Thành phần tham dự gồm ban lãnh đạo VFF cùng huấn luyện viên Trezeguet, bắt đầu từ gần 22 giờ đến 23 giờ 30. Vấn đề được đặt ra xoay quanh tương lai của chiến lược gia người Pháp. Một trong bốn thành viên cấp cao của VFF tham gia cuộc họp chia sẻ trên VN Express. Về lý thuyết, đội tuyển chưa hết cơ hội ở vòng loại do còn hai lượt trận cuối cùng vào tháng 6 gặp Philippines và Iraq. Do đó trên phương diện hợp đồng, chúng tôi không thể sa thải Trezeguet. Tuy nhiên, chúng tôi thuyết phục Trezeguet phải nhìn vào thực tế khi niềm tin đã chạm đáy. Người hâm mộ phản ứng dữ dội và đội tuyển cần phải cải tổ ngay lập tức. Trong quá trình thương thảo, đôi bên cũng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26 tháng 3 và không có đền bù. VFF đề nghị hỗ trợ khoảng 3 tháng tiền lương và Trezeguet cũng vui vẻ chấp nhận. Mức lương của Trezeguet nhỉnh hơn một chút so với con số 50.000 đô la mỗi tháng sau thuế của người tiền nhiệm Hazard.